Shop hàng Nhật Lục Địa xin chào cả nhà. Em lên sóng hôm nay phục vụ các bác một con lọc không khí hàng cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm ra mắt. Đây là một cái con phun tính năng đầy đủ các cảm biến hiện đại nhất. Mã máy các bác nhé, FVXH70. Con này thì dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại. Đầu tiên thì mình nói về hình thức con này thì đẹp mỹ mãn, xuất sắc. Trắng đẹp đều các bác nhé. Mọi góc cạnh còn rất là đẹp. Cả một lô về chục con thì có lẽ con này là một trong những cái con đẹp của cái lô. Không phải lúc nào cũng có máy đẹp được các bạn. Con máy rất là đẹp. Mặt mũi đều. Con này còn có quả táo cắn dở dán ở đây, người Nhật họ dán. Hình thức quay các bác rất là đẹp. Mặt trước mặt sau rất là đẹp. Thông số đây các bác nhé. Panasonic FVH70 66W dùng trong phòng khoảng 50m² đổ lại, sản xuất năm 2012. Về tính năng con này thì không thiếu tính năng gì cả. Khóa trẻ em này, test luôn này các bác luôn này. Đấy, yeah. 3 giây là khóa, 3 giây là mở. Hẹn giờ, dọn phòng nhanh, tăng tốc dọn phòng nhanh. Tắt bật Eco Navi, cảm biến ánh sáng. Yeah. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy. Điều chỉnh các tốc độ lọc nhanh, chậm, tự động khác nhau. 3 chế độ lọc không khí và bù ẩm. Đấy. Chế độ đầu tiên là lọc không khí và bù ẩm tự do. Ở chế độ này không có nước đèn báo nữa các bạn này. Là máy sẽ đóng hết cửa lại, dừng lại nhé. Chế độ ở giữa này chế độ chỉ lọc không khí tự động. Và chế độ này là chế độ lọc không khí và bù ẩm tự động. Khi dùng thì các bác để trong chế độ này và bật Eco là ok nhé. Mặt trước con này thì báo phần trăm độ ẩm này. Hôm nay độ ẩm cao trên 70%. Cảm biến bụi mùi hai bên. Đèn Eco Navi. Đặc biệt là con này có cảm biến dò tìm chuyển động, phát hiện người. Chỉ duy nhất ở model phân khúc cao cấp thì mới có đấy. Kể cả đến như bây giờ, ở những cái năm 2022 rồi thì công nghệ cũng chỉ đến như thế này là hết thôi nhá. Chỉ thay đổi mẫu mã thôi, công nghệ thì không có gì thay đổi. Con này sử dụng công nghệ nano y tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc này, làm ẩm da. Đấy. Để mã số 8. Phần màng lọc thì thay mới tinh cho các bác rồi. Màng lọc HEPA mới. Cái màng lọc zin của Panasonic này nó rất hay bị nát. Nó giấy nó rất là mềm. Thay mới rồi các bác nhé. Màng này có giá trị 400.000 khi các bác mua ngoài. Màng than hoạt tính rất là to, dày, khử mùi rất là tốt. Pana khử mùi tốt nhất trong các phân khúc vì cái than hoạt tính rất là to. Một con máy xuất sắc từ trong ra ngoài. Đẹp. Giá thành cũng rất hợp lý. Con này thì bên em đấu điện 220V sẵn rồi, cắm điện lưới Việt Nam yên tâm luôn. Bình nước bù ẩm những ngày khô hanh, khay nước rất là đẹp, màng tàu ẩm zin còn như mới. Này, như mới các bác nhé, rất đẹp. Màng tàu ẩm zin rất đẹp luôn, xốp đẹp. Đấy, những cái màng tàu ẩm này khi các bác mua lẻ là 150.000 một chiếc, mới tinh. Giá bán con này thì cũng rất hợp lý. Cách đây tầm khoảng gần tháng thì con này em bán là 4,5 triệu. Còn bây giờ giá đã tốt hơn rồi, còn có 3,9 triệu thôi các bác nhé. Giá 3,9 triệu chưa phí vận chuyển. Các bác nào nhu cầu mua thì các bác liên hệ nhé. Chào cả nhà.